Thanh Hằng xin chào đón quý vị khán giả của chương trình Nhật ký trên khóa son. Quý vị thân mến, trong mỗi chương trình thì chúng ta sẽ có cơ hội được trò chuyện, gặp gỡ với những cá tính màu sắc âm nhạc rất riêng. Và ngày hôm nay sẽ là một giọng ca đậm chất núi rừng, vừa ma mị quyến rũ, vừa hoang dại với những ca khúc gắn với cao nguyên Đại Ngàn. Xin giới thiệu tới quý vị nghệ sĩ ưu tú Blong Thiết. Blong Thiết xin chào khán giả khóa son, đặt Nhật ký khóa son. Wow, anh Blong Thiết thân mến, là với những cái đạo cụ cũng như sự xuất hiện rất đặc biệt của anh thì Thanh Hằng tin chắc rằng cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất thú vị. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Blong Thiết. Xin chào tất cả mọi người, mình là nghệ sĩ Blong Thiết. Mình là một trong những người rất yêu văn hóa thể thao. Và tất cả mọi người nhìn thấy đây là một cái giải thưởng mà Blong Thiết vẫn luôn giữ bên mình. Và các bạn thân mến, và đây nữa là một dấu ấn đặc biệt hơn cái giải ba, đấy là giải nhì Sao Mai năm 2003, và đây là cái kỷ niệm chương của đài truyền hình Việt Nam tặng Blong Thiết. Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Blong Thiết ngay bây giờ trên sân khấu của Nhật ký trên khóa son. Năm 2003 thì anh Blong Thiết đã đạt giải nhì của cuộc thi Sao Mai với một ca khúc dân ca của Paco tên là A Miêng ơi. Và Thanh Hằng được biết rằng là sau đó thì rất nhiều khán giả đã không nhớ tên Blong Thiết mà còn gọi anh là A Miêng, đúng không ạ? Blong Thiết nhớ mãi là khi được giải nhì Sao Mai ở Tuần Châu ấy, thời đấy là có cả anh Hoàng Tùng, có cả bạn Khánh Linh, Ngọc Khuê, Phương Thảo. Thì Blong Thiết sau khi được giải nhì Sao Mai đấy thì cứ ra đường là rất là nhiều người nhận ra, và lúc đấy cứ A Miêng ơi, chứ không gọi Blong Thiết ơi, cứ gọi A Miêng ơi, A Miêng ơi. Với ca khúc A Miêng ơi thì Blong Thiết hôm nay cũng rất là muốn hát cho bạn Hằng và tất cả quý vị, để các anh, các chị và tất cả mọi người nhớ lại cái ngày Blong Thiết được giải nhì Sao Mai với giai điệu Paco, ca khúc A Miêng ơi ạ. A Miêng ơi, A mối lừa mọ mày à bé ơi, chú thằng A Miêng ơi, A mối lừa mọ mày à bé đùng chú thằng A Miêng ơi, A Miêng. Cập nằm mệt gãy cho ba trăm mà em mới cập mệt gãy ăn mặt cho trứng ăn để lừa bà út à miếng ơi. Khi mà nghe anh hát, khi mà anh gõ chiêng thì Thanh Hằng nhắm mắt lại cảm giác như là mình đang được sống giữa Đại Ngàn vậy. Vậy thì ở trong chương trình Nhật ký trên khóa son, chúng tôi rất là mong muốn nhận được những chia sẻ chân thật và cũng như là một giây phút dừng lại để nhìn lại chặng đường âm nhạc vừa qua. Thì với những từ đầu tiên viết lên trang nhật ký âm nhạc của mình thì anh Blong Thiết sẽ viết điều gì ạ? Một người luôn nỗ lực cố gắng hết mình vì âm nhạc và sẽ chắc chắn là suốt đời gắn bó với những cái nốt nhạc khóa son. Mặc dù Blong Thiết rất còn nhiều khó khăn, trước đã khó khăn rồi, bây giờ đỡ hơn nhưng mà vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mà Blong Thiết nghĩ cái đấy, nếu mà đến với âm nhạc mà cái nào mình mà có đông đầy rồi, đầy đủ rồi thì chắc thì cái nốt nhạc cũng chưa phải nó đã đẹp. Nhưng với Blong Thiết bây giờ vẫn là đáu, nào là nỗ lực cố gắng, nào là phấn đấu, thì cái đấy cũng là cái động lực cho Blong Thiết vượt qua cái mọi khó khăn, luôn theo đuổi về âm nhạc, về khóa son của mình. Vâng ạ. Qua câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Blong Thiết thì chúng tôi được biết tới một chàng trai người Paco đã vượt lên rất nhiều khó khăn, rất nhiều những trở ngại từ cuộc sống để kiên định nghị lực theo đuổi niềm đam mê của mình, để tiếp tục mang tới cho công chúng yêu âm nhạc những sản phẩm hết sức tuyệt vời. Ơi ya un ta lưng nâu mày còn nâu giờ nó miếng a ruồng nuôi bị bà uốn ơi có cho cả bọc xó có a bưởi ơi còn nẻ hèn nè
cô tệ ta nà mằng he đùng về nè mằng he bớ ta trời của ta, bạn làng của ta. Ta lớn ai chờ ai để A Đoàn thao thức. Tìm em ta ơi, hôm nào bên suối nhớ tiếng thông, nhớ tiếng khen đầu núi vang tiếng thông, vang tiếng khen ngày mới. Bao la rừng xanh, bao la đôi nương, bao công trình mới tươi đẹp mừng ta. A Nur đời ai đẹp chẳng ngần tháp đôi, anh chờ em đợi em vô cây đèo nắng chiều nghiêng lá mây bồng bềnh dương răng đầy ngọn núi gió mới về nắng mới về rạng rỡ. Anur nao còn đan nao, dọn A Đoàn đôi bi. A miếng xua un, A un bà cô ter nở tu gió. A lang xa con, A lang xa khen tu cầu con. A lang xa con, A lang xa khen ngày tầm mê. Đây ngọn núi gió mới về nắng mới về rạng rỡ. Bao la rừng xanh, bao la đôi nương, bao công trình mới ngày mới đã về. Quý vị thân mến, sân khấu của Nhật ký trên khóa son lúc này được đón tiếp thêm một người khách mời, chính là người anh em, người cộng sự thân thiết của nghệ sĩ ưu tú Blanc Thiết. Xin giới thiệu tới quý vị nhạc sĩ phối khí Minh Dương. Anh Minh Dương và anh Blanc Thiết còn nhớ là câu chuyện đầu tiên khi mà mình gặp nhau là khi nào không ạ? Mình và anh Thiết là có một cái chung, đó là hai anh em đều là người dân tộc thiểu số. Anh Thiết thì là người Paco, còn mình là người Tày. Đấy, thì hai anh em đều học chung một cái khoa, đó là khoa nghệ thuật dân tộc và miền núi của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thì anh Thiết là học trước mình,
Tuy nhiên là cái ngày mà mình vào học ấy thì là anh Thiết đã có những cái thành công nhất định ở trong ca hát rồi. Thì từ đấy là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái ca sĩ Bảo Long Thiết này và rất là tò mò. Thì cũng dần dần là anh em cũng từ học tập rồi là quen biết nhau và cũng giữ mối quan hệ và làm việc hợp tác với nhau cho đến ngày hôm nay. Ngoài một điểm chung là hai người đều là dân tộc thiểu số thì các anh còn tìm thấy những điểm chung nào về tính cách, về tư duy làm nghề để hai anh có thể vừa gắn bó với nhau như những người bạn từ rất lâu rồi và còn vừa là những cộng sự để tạo ra những sản phẩm âm nhạc rất là hay ạ? Trước đây thì mình là một nghệ sĩ chơi nhạc cụ, chơi sáo, sau đấy mình chuyển sang làm nhà sản xuất. Thì trong quá trình mình sản xuất âm nhạc rất nhiều những các cái nhạc phẩm khác nhau ấy, thì cũng có những cái nhạc phẩm cần đến những cái giọng hát có chất giọng như là anh Bảo Long Thiết. Và mình cũng nhớ ngay đến người anh của mình mà từ cái thời mà còn là sinh viên học tập. Cái hay nhất của nghệ sĩ ưu tú Bảo Long Thiết đó là cái chất giọng rất là chân thật. Tức là anh ấy không bị bác học quá, anh ấy tức là có học qua trường lớp nhưng mà vẫn giữ lại được những cái thật nhất, chân thật nhất. Và cái đặc biệt của anh Bảo Long Thiết này ấy, là anh ấy, như tôi đánh giá trên góc độ nhà sản xuất là một ca sĩ là ngoài nghe ra thì còn phải xem nữa. Anh ấy có một cái là anh ấy biểu diễn hình thể rất là hay. Anh có thể là anh ấy có những cái động tác mà anh ấy có thể khuấy động cả một cái sân khấu lên rồi là đi biểu diễn. Tôi thấy anh ấy biểu diễn cho rất nhiều những cái đơn vị trong quân đội này, rồi là nhân dân này, thậm chí ra cả Trường Sa rồi. Đấy, biểu diễn. Mà mỗi lần Bảo Long Thiết bước lên sân khấu là có cái gì đấy rất là thật thà, chân thật, đưa đến gần mọi người, nó không bị quá là xa vời. Xu hướng của thị hiếu của âm nhạc, của kể cả Việt Nam, của quốc tế thì Bảo Long Thiết cũng hay tâm sự với bạn Dương. Làm sao để mình có những tác phẩm chất lượng, làm sao để cho mình được gần gũi với công chúng, với nhân dân hơn. Mà gần gũi thì thực sự là mình cũng không thể ngoài lề được. Với cái thị hiếu, với cái thị trường âm nhạc bây giờ thì cái đấy cũng là cái mà Bảo Long Thiết và Minh Dương cũng hay tâm sự này, cũng có những cái ý tưởng còn kết hợp nhiều và tìm tòi sáng tạo làm sao để cho những cái nhạc cụ ngoài cái nhạc cụ truyền thống của Paco, của Tây Nguyên chẳng hạn, thì cũng rất mong Dương lồng ghép vào, vì bạn Dương là bạn là nhạc sĩ, bạn là chuyên phối khí thì bạn sẽ cảm nhận được bài nào hợp với cái nào để cho nó lạ, nó mới, nhưng mà lại vẫn là giữ được cái cốt cách của đồng bào, cốt cách của giai điệu, của âm hưởng, của quê hương. Thưa quý vị, sự thấu hiểu trong âm nhạc, trong cuộc sống, trong tư duy làm nghề của nghệ sĩ ưu tú Bảo Long Thiết cùng nhạc sĩ phối khí Minh Dương đã giúp cho các tác phẩm ngày càng được hòa quyện, được thăng hoa và có rất nhiều chất liệu mới để từ đó các tác phẩm mang tới cho khán giả ngày càng chất lượng hơn nữa. Và tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Giấc mơ rừng xanh, một nhạc phẩm hết sức đặc biệt đến từ sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Bảo Long Thiết. Bên rừng xanh cùng anh em sống với nơi đôi bàn ngàn chập trùng bay vách núi, bao bàn chân đã về đây xây giấc mơ rừng xanh. Đam bì ơi, trên dòng sông vang tiếng núi rừng bờ lao xoay, trên cao nguyên với những biển trời mây bay gió núi trong yên vui giấc mơ rừng xanh. Về đây em, ta cùng nhau sống giữa núi đồi, ươm tắm mơ bên vườn dâu cho kẻ nóng vàng, đôi che quanh con tôi tốt ra, ta yên vui trong giấc mơ tình yêu, ta bên nhau xây giấc mơ. Hãy
cao nguyên thác nước tuôn trào. Người cờ hò bên rừng xanh cùng anh em sóng với núi đồi. Bát ngàn chiếc trùng mây bay vách núi, bao bàn chân đã về đây xây giấc mơ. Biển trời mây bay gió núi trong miền vui giấc mơ dài. Về đây em ta cùng nhau sống giữa núi đồi, ướp tầm tơ bên vườn đâu cho kẻ nóng vàng. Đứa trẻ quanh có tươi tốt ra, ta yên vui trong giấc mơ tình yêu. Ta bên nhau xây dựng một phần trò chuyện mà tôi tin rằng tất cả quý vị khán giả của chương trình Nhật ký trên khóa son đều rất mong muốn được lắng nghe, đó chính là những giây phút trải lòng về những câu chuyện, những góc khuất mà những nghệ sĩ của chúng tôi có thể chưa bao giờ trải lòng trước công chúng. Trong cuộc đời của mỗi người thì ai cũng sẽ có những nỗi niềm, có những giai đoạn rất khó khăn mà khi nghĩ lại thì không hiểu rằng sức mạnh đâu, động lực nào để chúng ta có thể vượt qua. Với nghệ sĩ ưu tú Blong Thiết thì bây giờ khi ngồi tại đây, anh có thể nghĩ lại cái chặng đường nào mà anh cảm thấy cực kỳ khó khăn mà mình đã trải qua được rồi? Long Thiết là một chàng trai với góc độ quê hương rất nghèo, A Lưới. Và bố mẹ cũng rất nghèo, sinh ra rất là những 6-8 người con. Sau hai đồng chí đi sớm còn 6 anh em. Nhưng mà 6 anh em cũng bố mẹ thì thoát ly, cũng là bố cũng là bộ đội. Nhưng mà cái hành trang mà bố cho các con đó là lúc nào động viên các con sướng hay khổ là do các con chọn. Và các con hãy luôn cố gắng phấn đấu, vì cái chữ nó làm cho các con sau này đỡ vất vả hơn. Tôi miền núi thì quần áo khi là anh em bộ mặc một bộ để buổi sáng người đi học, buổi chiều người học là chuyện bình thường. Hoặc là san sẻ nhau, hoặc là cả tuần, cả tháng, cả năm mặc một bộ thôi. Bây giờ mà muốn để có tiền mua sách vở thì Long Thiết phải cùng với anh em trong xóm, với anh Thiên nữa, anh ruột ấy. Là hai anh em cũng sẽ dậy rất là sớm, từ 4 giờ sáng gói xôi, gói săn đi bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ lên một cái đồi đó, đồi Ác Lau. Cái đồi đấy là trên đấy là vẫn còn cái mạnh sắt, mạnh nhôm đồng mà ngày xưa Mỹ để lại. Sau đấy là lượm sắt rồi lượm nhôm đồng khoảng hơn 25 cân, vùi từ cái đỉnh đồi đấy lại về 3 tiếng, hơn 3 tiếng rồi về mới để bán được có 6.000, 5.000 thôi. Và là mình về mình bán, mình được tiền mua sách vở quần áo. Nhưng mà khi đi rồi lúc về thì mệt, cái mệt đói và thực sự đã từng thề là sẽ không bao giờ đi nữa. Không đi nữa, nhưng mà cuộc sống nó lại vừa đói vừa thấy rất là khó khăn. Sau đấy là cái hành trang xa quê, từ A Lưới xuống Huế và từ Huế lại ra Hà Nội. Khó khăn đến mức là tiền ra cũng có này. Bố mẹ cũng không đồng ý cho Long Thiết đi học đâu. Có thể bố mẹ cũng sẽ mất con, vì thực sự bố mẹ còn chưa biết Hà Nội như thế nào. Thiếu cái gì đến Long Thiết, nhưng mà với quyết tâm và nghị lực và cái duyên số của Long Thiết thì Long Thiết đã ra Hà Nội. Những chia sẻ của anh thì cũng làm cho Thanh Hằng nhớ lại rất nhiều về những cái ngày mà cũng xa quê đi học. Bản thân Hằng thì cũng là một người con mà sinh ra ở một vùng quê mà không có điều kiện, và bản thân là gia đình cũng rất là đông anh em. Thì ngày xưa không bao giờ có cái câu chuyện tiền tiêu vặt cả, mà cũng không có quần áo mới. Cũng rất giống anh Long Thiết là quần áo của chị cả, rồi chị hai mặc, rồi đến Hằng mặc. Cũng rất là nỗ lực để học tập, để thoát ly. Bố mẹ cũng dành rất nhiều tâm huyết, và thực sự là rất cố gắng thì mới có thể đủ học phí và đủ tiền ăn để cho Hằng đi học ở trường ở trên huyện, ở trên tỉnh.
Và với Hằng thì lúc đấy chỉ có học này, chỉ có ăn và học thôi. Và cố gắng làm sao mà được thật nhiều học bổng, thi thật nhiều cuộc thi để có thêm tiền thưởng. Và tiền thưởng đấy thì sẽ có thể cho mình thêm một cái món gì đấy ăn vào bữa phụ, hoặc là có thể mua thêm quyển sách mình yêu thích, hoặc mua một chiếc áo mà mình có thể để thay đổi ngoài đồng phục của trường. Và không biết rằng là anh lại còn khác biệt hơn Hằng cái là về mặt ngoại hình. Anh là một người dân tộc Paco, ngôn ngữ khác biệt. Rất ít người giống mình khi mà mình những ngày đầu tiên mình ở Hà Nội, đúng không ạ? Có thể với bạn thấy là chuyện đùa, nhưng mà với mình nó là cũng là miệt thị hoặc là cái sự xúc phạm thì không chịu được, mà mình không xử lý bằng cách nào thì mình cũng đã từng là ý định bỏ về. Lời nói nó không đau lòng, nhưng mà người nghe người như Blanc Thiết thì lại cảm nhận nó đau lòng. Blanc Thiết có một cái kỷ niệm rất là nhiều, rất là lớn đối với thầy Thuyên, với ban Thuyên ấy. Là trước khi về cũng phải gọi điện, vì ba là người đã cho Blanc Thiết một cơ hội để cho Blanc Thiết được ra thủ đô Hà Nội, được lập thân lập nghiệp. Thì trước khi về cũng phải gọi điện, lúc đấy Blanc Thiết nhớ là gọi điện 12 giờ đêm: "Ba ơi, con về đây, con không ở thủ đô nữa, con học nữa." Thì qua bên kia điện thoại, chứ bây giờ nghĩ cái gì mà tự nhiên giờ 12 giờ đêm mà gọi điện cho ba. Bây giờ ở lại trường này có gì mai giải quyết, mai ba xử lý. Thực sự là cũng lại nghe thầy, lại nghe ba, thế lại ở lại trường. Nên là những kỷ niệm ở trong trường thì mình cũng không ca thán, vì mình là may mắn là được nhà nước cho tiền học. Rất rất nhiều những mảnh ghép trong quá khứ, và chắc hẳn là mỗi lần nhớ lại thì anh sẽ cảm thấy rất xúc động. Tại vì ngay lúc này, nếu anh được lựa chọn để gửi lời cảm ơn tới một người đặc biệt trong quá khứ đã từng giúp anh, hoặc là cũng có thể lựa chọn là gọi cho bố mẹ hoặc là vợ, cũng chính là những người đồng hành và luôn tin tưởng và là bệ phóng về mặt tinh thần. Có khi thế thì Blanc Thiết gọi cho vợ, là một người sát cánh gần gũi nhất với mình. Có gọi phải tham không hay là gọi bình thường? Tùy em. Và anh cứ gọi để loa ngoài là được. Em ơi. Em đây đây. Em có thể dành cho anh 2 phút không? Vì anh đang ở truyền hình, đang hỏi một điều trong cuộc đời của anh, xung quanh anh, những người mà bên cạnh anh, thì anh gọi điện cho em để em trải lòng mình với anh và tình cảm của anh. Anh như này không? Em đang làm gì? 2 phút thôi. Chồng muốn nói về vợ này. Từ ngày hai anh em mình là chung một gia đình thì đến giờ phút này, tất cả mọi thành công cũng như niềm vui của anh thì đều là có công rất lớn của một người vợ, một người bạn luôn gắn bó, động viên, chia sẻ. Cái tình cảm lớn nhất mà bây giờ anh trải lòng mọi người là em là một người biết chia sẻ, biết nghề nghiệp của chồng. Nên là anh làm nghề thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc, và cũng nhờ cái tình cảm, cái khích lệ của em thì anh mới đạt được những cái thành công nhất định. Chị có điều gì muốn nói với anh bây giờ? Em có điều gì muốn nói với anh không? Vợ thì cũng không muốn nói nhiều. Mọi thứ thì đã thể hiện qua cuộc sống, qua hành động, qua cái sự vun vén hàng ngày cho gia đình rồi. Thì em sẽ luôn là hậu phương đằng sau để cố gắng hết sức để anh yên tâm hoàn thành cái nhiệm vụ của cơ quan. Luôn luôn là lạc quan, yêu đời để có thêm những cảm xúc để mình cống hiến cho nghệ thuật. Đây anh cũng rất là đột ngột nên thôi, anh rất cảm ơn em, cảm ơn người vợ xinh đẹp của anh. Rất cảm ơn hai anh chị. Trước khi chào tạm biệt trang nhật ký trên khóa son ngày hôm nay, thì anh có thể viết tiếp những dòng cảm xúc của mình như thế nào ạ? Những lời tâm sự của Blanc Thiết sẽ đến với tất cả công chúng, và giọng hát của Blanc Thiết cũng thấy là trong trẻo, trong sáng, thiết tha đến với tất cả mọi người, và mọi người sẽ đón nhận bằng những cái ca khúc, bằng những tác phẩm mà Blanc Thiết sắp tới có dịp được ra mắt. Cái khát khao đấy sẽ đến với tất cả những người khán giả, những người đã từng yêu giọng hát và yêu con người của Blanc Thiết. Và Thanh Hằng hy vọng rằng tất cả những dự định trong tương lai của anh Blanc Thiết với nghệ thuật, với âm nhạc sẽ luôn được cả khán giả, công chúng đón nhận. Và Thanh Hằng cũng như quý vị khán giả của chương trình Nhật ký trên khóa son sẽ luôn chờ đợi những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của anh. Rất cảm ơn anh đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Gái mông chiều có em nắng hương thả vàng, gió thôi cuộn mình chợt thấy trọn cô đơn mênh mông. Em gái mông bước chân lên núi
thẹn thùng trốn trong mây trời. Bước chân xuống suối, suối dòng dây thương yêu đầy vơi. Tiếng hát em thả tiếng chiều. Con này con mến lạc đường về. Trai bạn là tiếng khen theo gió. Từng hạt mưa sầm sập thì thầm hạt ngô bừng dậy vươn cùng non cao tình em ra giết lâu anh nắng mới cao nguyên thôi khát khô thèm ngào. Em gái mông chiều có em nắng ngừng thả vàng, gió thôi cuộn mình chợt thấy trọn cô đơn mênh mông. Em gái mông bước chân lên núi, núi thẹn thùng trốn trong mây trời. Bước chân xuống suối, suối dốc rách thương yêu đầy vơi. Thầm hạt ngô bừng dậy vươn cùng non cao tình em ra tiếng.